Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường. Đây, khi mà anh em mình theo dõi bất kỳ một ai giao dịch live ở trên thị trường thì phải thấy rõ được các giá trị trên tài khoản. Phải xem rõ đây là tài khoản live hay tài khoản demo, phải xuất rõ. Giống như đây là tài khoản em ra cho anh em xem, thì anh em xem đây có phải tài khoản live của em không? Có đúng không? Quay đây đúng không? Đó, chứ không được xem một thứ được gọi là quay trên điện thoại mà không xem được đó là tài khoản live hay là tài khoản demo của những cái người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Bởi vì tại sao bọn nó dùng những cái phần mềm được gọi là gì nhỉ, demo ở trên MT4 hoặc MT5, chúng nó thì nhà đưa trực tiếp cho mình thì chúng nó kêu là nhà đấy là tài khoản của bản thân chúng nó, hoặc là vẽ vời giống như mấy cái thằng này. Em nói thật nha anh á, mày nhìn này thì tao đi kêu người vẽ cũng được, có đúng không? Thế quan trọng nhất là gì nhỉ, tao chơi như thế nào và tao chứng minh được thực tế nó như thế nào ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Phải thấy được rõ tài khoản đây, tài khoản live đây. Đúng chưa? Vâng. Có đúng tài khoản này là tài khoản này không? Vâng. Mấy hôm anh em vào trong này, thằng Linh vào trong này một tháng rồi. Có bao giờ thấy tao đánh demo không? Không. Anh Hà có thấy em đánh demo trong 5 năm qua chưa? Anh có thấy em đánh demo không? Mày thấy là đánh demo không? Vấn đề ở chỗ là nhờ kiến thức là phải được chứng minh bằng thực tế chứ không phải được chứng minh bằng trên demo. Bởi vì nếu mà thằng Jay mà nó đánh, chứng minh ở trên demo, mình mẹ đánh demo còn không xong à? Có đúng không? Kiến thức ở trên sách vở nó sẽ khác hoàn toàn so cả kiến thức được đưa vào trong thực tế, phương pháp thế. Nên cần nhất phải có người tạo ra giá trị thực tế ở trên thị trường để mà giao dịch, để vận dụng, để áp dụng ở trong thực tế, để tạo ra những giá trị thật sự trên thị trường. Đó. Thế nên khi mà anh em nhìn nhận vấn đề, anh em phải thấy cũng giống như lệnh này đây, để nuôi xuống đây, từ sáng em vào đây từ sáng trực tiếp ngồi cả cũng ngay, đúng không? Nhưng mà anh thấy không, để nuôi đây nó bao nhiêu cây nên bây giờ nó mới xuống. Thế nên khi mà gì nhỉ, em vào các cái hội nhóm này, thấy không này, bài xeo đủ mọi mẹ thế, nó cười em cười này dần dần lảng hết. Ê, cái đoạn này đừng có quay cái room đấy đó, có đúng không? Đó, thế nên khi mà vào thực tiễn anh em phải hiểu rõ, cũng giống như đây. Tại sao em sẽ đánh ở đây? Bởi vì trong phương pháp của em dạy chỗ này có phải là để em đánh không? Vâng. Ok chưa? Tại em không muốn quay ra bên ngoài. Và em dặn là nhỉ, khi nào đánh, đánh ở đây, đây còn đây, vậy thì chỗ này là có hay không? Anh em học được tự biết, tại em không muốn chia sẻ bên ngoài. Ok nha. Đó. Thế nên mình phải tính toán, mình phải điều chỉnh được, chứ không phải cứ thế lao vào trong thị trường. Kiến thức, phương pháp đều phải được trực tiếp em chứng minh bằng vào trong thị trường thực tế để cho anh em xem trong một năm đầu tiên tuyệt đối được cầm tài khoản ra đánh. Bởi vì anh em phải luyện tập, phải để cho em chứng minh bằng giao dịch live, chứng minh bằng tài khoản của em để anh em theo dõi, nhìn nhận, đánh giá để mà sửa ra. Ok chị ạ? Rồi, em cảm ơn nhé. Đó.